Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ ba ngày 25 tháng 9 với những nội dung chính sau đây. Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2018 tổ chức lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2018. Xe chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải, ngang nhiên hoành hành tại huyện Kim Động. Tràn lan tình trạng dạy thêm học thêm ở thành phố Hưng Yên. Mục thông tin cùng nhà nông giới thiệu kỹ thuật chăm sóc nhãn sau thu hoạch. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2018 tổ chức lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2018 đã tới dự và phát biểu khai mạc. Kỳ thi nâng ngạch công chức từ nhân viên cán sự lên ngạch chuyên viên và tương đương có 24 thí sinh tham gia dự thi. Trong thời gian 2 ngày, các thí sinh sẽ phải trải qua các môn thi, kiến thức chung, thi nghiệp vụ, tin học và ngoại ngữ. Phát biểu khai mạc kỳ thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng khẳng định, công tác tổ chức, cán bộ là một trong những giải pháp quan trọng trong việc xây dựng bộ máy cơ quan đơn vị, chính quyền vững mạnh, hoạt động hiệu quả. Đồng chí yêu cầu các thành viên hội đồng thi phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát nội dung, quy chế, quy định, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, công khai, minh bạch, khách quan. Các thí sinh nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi, tập trung làm bài để kỳ thi đạt kết quả cao. Ngay trước khi buổi thi đầu tiên diễn ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bốc chọn mã đề thi ngẫu nhiên trong ngân hàng đề thi. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác mặt trận quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2018. Đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Quý 3 năm 2018, công tác mặt trận đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 25 nhà cho hộ nghèo, chuyển 800 triệu đồng ủng hộ các tỉnh thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra, thành lập 2 đoàn giám sát tại các huyện, thành phố về thực hiện tổ chức thu, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Tuyến yêu cầu quý tư Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tập trung một số nhiệm vụ như đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ người nghèo và tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo năm 2018. Tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội phát động kỷ niệm Ngày hội đại đoàn kết dân tộc 18 tháng 11 năm 2018. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Trước khi vào hội nghị, các đại biểu đã dành một phút để tưởng niệm cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Hội nghị đã được nghe đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023. Tiếp đó, đại diện chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân thông tin về chuyên đề biển đảo, những động thái mới của các nước đối với Biển Đông trong thời gian gần đây, một số kết quả đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Hải quân Nhân dân Việt Nam và dự báo tình hình những vấn đề đặt ra trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy đề nghị các báo cáo viên tuyên truyền sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên và nhân dân về tình hình biển đảo, các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, kết hợp với chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân, giúp nhân dân hiểu, nắm rõ và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là công điện về việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày lễ quốc tang đồng chí Trần Đại Quang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh điện, thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, căn cứ công điện số 4288 ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày lễ quốc tang đồng chí Trần Đại Quang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thực hiện và chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị cơ sở thuộc thẩm quyền địa bàn quản lý thực hiện nghiêm nghi lễ quốc tang đồng chí Trần Đại Quang trong thời gian 2 ngày, ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2018, cụ thể như sau. Thực hiện việc treo cờ rủ tại trụ sở cơ quan, công sở. Cờ rủ là quốc kỳ,
có giải băng tang có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ. Treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc, không để cờ bay. Dừng, hoãn, tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí khác trong thời gian trên. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng. Sáng nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) khai trương chi nhánh Hưng Yên. Dự lễ khai trương có đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam, hiện HD Bank có quy mô vốn gần 10.000 tỷ đồng, tổng tài sản trên 190.000 tỷ, đội ngũ nhân viên hơn 13.000 người. HD Bank chi nhánh Hưng Yên được thành lập nâng tổng số chi nhánh giao dịch của HD Bank trên cả nước đạt 276 chi nhánh. Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Đặng Minh Ngọc mong muốn HD Bank chi nhánh Hưng Yên sẽ mang đến các giải pháp tài chính tích cực, phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh sẽ luôn tạo điều kiện để HD Bank chi nhánh Hưng Yên nói riêng và các tổ chức tín dụng nói chung hoạt động hiệu quả. Nhân dịp này, HD Bank chi nhánh Hưng Yên tặng 2 căn nhà tình thương trị giá 80 triệu đồng cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối ngày 20 tháng 9, chúng tôi đã phản ánh tình trạng xe chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải, cơi nới thành thùng, ngang nhiên lưu thông trên tuyến đường tỉnh 378 qua địa bàn huyện Kim Động. Sau khi phản ánh, tình trạng này vẫn không được khắc phục, thậm chí còn chạy với mật độ cao hơn, thách thức dư luận và các cơ quan chức năng. Có mặt tại đường tỉnh DT378 vào tối ngày 23 tháng 9, đoạn chạy qua các xã Ngọc Thanh, Hùng An, Đức Hợp, Mai Động và Phú Thịnh của huyện Kim Động. Chúng tôi ghi nhận được rất nhiều trường hợp xe tải chở cát, chở đá đi ra từ các điểm khai thác cát gần đó. Hầu hết các loại xe tải này đều chở vượt quá thùng xe. Cá biệt, nhiều trường hợp còn có dấu hiệu cơi nới thành thùng xe để có thể chở được khối lượng nhiều hơn. Có thể kể đến các xe mang biển kiểm soát 90R00441, 89T-10468, 89T-13024, 89T-14224, 89T-11102, 89T-07550 lưu thông mà không gặp phải bất cứ lực lượng chức năng phụ trách tuyến này xử lý theo quy định. Ngoài hàng loạt những xe tải chở cát nghênh ngang lưu thông trên tuyến D378, thì tại quốc lộ 39, đoạn xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, hàng loạt xe tải chở đất, chở cát cũng nườm nượp lưu thông, làm tơi vãi các ra đường, gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông và người dân sống xung quanh. Việc các lái xe tải chở vật liệu xây dựng lưu thông trên tuyến D378 và quốc lộ 39 có dấu hiệu quá tải và cơi nới thành thùng xe đang diễn ra hết sức ngang nhiên trong thời gian qua, không chỉ làm hỏng đường giao thông mà còn thách thức dư luận và lực lượng chức năng. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh tình trạng này vào các chương trình thời sự tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có quyết định số 01/2017 chấn chỉnh về dạy thêm học thêm, gần đây nhất là chỉ thị số 11 ngày 28 tháng 8 năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học mới 2018-2019, trong đó yêu cầu ngành giáo dục phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố triển khai nghiêm các quy định về dạy thêm, học thêm, nhưng bất chấp tình trạng này vẫn diễn ra tràn lan và gia tăng tại thành phố Hưng Yên. Năm học mới bắt đầu chưa được một tháng, nhưng sau buổi học ở trường, cứ vào khung giờ từ 17 giờ đến 21 giờ 30 phút các ngày trong tuần, trên các tuyến đường của thành phố Hưng Yên, hình ảnh học sinh, phụ huynh đưa đón con em mình đi học thêm buổi tối lại diễn ra. Thậm chí, vừa mới tan học ở trường, các em học sinh đã được bố mẹ chở ngay đến nhà cô giáo ở số nhà 28 đường Hồ Xuân Hương, phường Lê Lợi để học thêm như thế này. Tại đường Lê Trọng Tấn, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, vào 18 giờ tối, một số buổi trong tuần, cũng có rất nhiều phụ huynh học sinh đưa con em đến nhà một cô giáo ở trường tiểu học Hiến Nam học thêm. Sau một ngày học tập mệt mỏi ở trường, có học sinh còn phải ăn vội để kịp giờ vào lớp. Còn đây là hình ảnh tại nhà riêng một cô giáo dạy ở trường trung học cơ sở Lê Lợi, khu phố Đông Thành, phường Quang Trung. Hàng chục học sinh đã tới lớp học thêm ở đây.
Điều dễ nhận thấy, ở hầu hết các địa điểm dạy thêm là đều đóng cửa, khóa cổng kín mít và chỉ mở ra khi có học sinh đến và khi tan học. Mặc dù tận mắt chứng kiến học sinh đến học và đi về từ các lớp học thêm tại nhà riêng của các giáo viên, thế nhưng khi được nhóm phóng viên chúng tôi phỏng vấn thì nhiều phụ huynh e ngại, sợ ảnh hưởng đến con em nên tránh không trả lời. Yêu cầu học thêm ạ? Học thêm thằng lớn ra. Lớn học lớn lớp mấy rồi bà? Lớp 4. Lớp 4 học thêm ở nhà cô ạ? À đấy ạ. Một tuổi. Lớp cô ạ? Theo Điều 4, Thông tư số 17 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 01 ngày 11 tháng 1 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định rõ không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi trên ngày, không dạy thêm đối với học sinh tiểu học. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Gần đây nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 11 ngày 28 tháng 8 năm 2018 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng ký về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học mới 2018-2019. Trong đó có yêu cầu ngành giáo dục phải phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai nghiêm các quy định về dạy thêm, học thêm. Khi phóng viên nêu câu hỏi, thành phố Hưng Yên đã thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục, của tỉnh về vấn đề dạy thêm, học thêm như thế nào, thì được ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trả lời. Chúng tôi đã giao cho các cấp các ngành, từ chính quyền địa phương các phường xã, phòng giáo dục và cũng phối hợp với sở giáo dục để có kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh với mục đích là trong năm học 2018-2019 khắc phục triệt để cái việc dạy thêm, học thêm sai quy định. Những trường hợp giáo viên mà cố tình vi phạm thì theo phân cấp sẽ có xử lý nghiêm. Tuy nhiên, khi nhóm phóng viên làm việc với lãnh đạo một số phường như An Tảo, Lê Lợi, Quang Trung, những địa bàn có nhiều giáo viên dạy thêm, học thêm, đều cho biết từ trước tới nay chưa có trường hợp nào đến xin xác nhận vào hồ sơ xin cấp phép dạy thêm, học thêm và cũng không nắm được việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Theo quy định của Ủy ban Nhân tỉnh thì trước khi có quyết định để mà cho phép dạy thêm học thêm ấy thì phải có sự có xác nhận của Ủy ban Nhân xã phường. Thế thì đối với phường Quang Trung ấy, từ trước đến nay đến tại thời điểm này là cũng chưa xác nhận bất cứ một trường hợp nào. Và tôi thấy là cái việc dạy thêm học thêm ở các địa phương nói chung, địa bàn phường Quang Trung nói riêng thì đối với cấp 1 thì cái việc dạy thêm học thêm là tôi thấy là tôi cũng cảm thấy là không đồng tình. Nếu như mà dạy thêm học thêm không đúng các quy định, không được phép của cấp thẩm quyền thì Ủy ban Nhân dân phường sẽ cương quyết xử lý theo quy định pháp luật trong thời gian tới. Chính việc chưa sâu sát cơ sở còn nơi lỏng trong quản lý việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn từ cấp xã, phường đến thành phố nên việc dạy thêm, học thêm tại các nhà riêng của các giáo viên vẫn diễn ra tràn lan và ngày càng có xu hướng gia tăng. Điển hình như ở đường Lê Thanh Nghị, phường Lam Sơn, khu phố An Bình, An Thượng, phường An Tảo, khu phố Đông Thành, đường Phạm Ngũ Lão, phường Quang Trung, đường Hồ Xuân Hương, Vũ Trọng Phụng, phường Lê Lợi, đường Lê Trọng Tấn, Tô Hiệu, phường Hiến Nam. Nhiều học sinh, nhất là học sinh cấp tiểu học, phải đi học thêm từ 2 đến 3 buổi tối trên một tuần. Thậm chí có học sinh còn học thêm 6 buổi tối trên một tuần. Con học trường Hoàng Lê, mỗi tuần con học thêm 3 buổi thứ 5 với cả thứ 3 là chủ nhật. Con học từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Con học 2 môn là toán cả tiếng Việt. Thế cô nào dạy con môn đấy? Cô Thái. Lớp 2, xin chào Hoàng Lê. Tuần thì con học thêm mấy buổi? Một tuần con học thêm 6 buổi. Những môn gì? Tiếng Việt, toán, tiếng Anh ạ. Học từ 7 giờ đến 9 giờ. Con học trường Nguyễn Huệ. Tối nay con cũng phải học từ 7 giờ đến 9 giờ với cả 2 bộ 6 đó. Học lớp 1 ạ. Thế con đã đi học thêm chưa? Rồi. Con học một tuần mấy buổi? 2 buổi. Việc dạy thêm, học thêm cũng đã gây không ít bức xúc
cho phụ huynh học sinh trên địa bàn thành phố. Đi học buổi chiều ở nhà, giờ trường không bắt đầu về lại đi học thêm buổi tối. Giờ bắt đầu lại đi học đến 9 giờ. Suốt, trời mưa, trời nắng, trở đi, cô giáo ở xa cũng phải trở đi. Giờ nhiều phụ huynh cũng nói chứ, tại vì là con em đi học nhiều quá đấy. Học thêm nhiều quá, thứ nhất là kinh tế. Bây giờ những nhà mà có kinh tế thì người ta là những nhà nào cũng có kinh tế. Thế thì người ta lấy tiền đâu thì người ta đóng. Thì cứ theo trào lưu sợ cô giáo không cho con em mình đi học thì sợ cô giáo trù, cô giáo các thứ đấy. Nên là vẫn cứ phải cho đi đâu. Nhiều chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như là của Bộ Giáo dục đã đề ra. Nhưng mà vấn đề dạy thêm học thêm vẫn cứ giảm. Dẫn đến là con cái sức ép đối với học tập của các cháu quá lớn. Ăn cũng vội, ngủ cũng vội để đi học. Như thế thì vấn đề dạy ở trường như thế nào? Đấy. Mà lại, các cháu lại phải học thêm nhiều đến mức độ như thế. Gần như là các cháu lao tâm khổ tứ về vấn đề học tập. Và cuối cùng là thời gian cho vui chơi và tham gia các hoạt động khác. Đặc biệt là vấn đề hiểu biết xã hội của các cháu rất kém. À, rất kém. Nó chỉ tập trung vào học thôi. Mà nó không còn biết gì về vấn đề về xã hội nữa. Cho nên đấy là vấn đề mà tôi cho rằng là trong giáo dục của chúng ta còn khiếm khuyết. Vấn đề thứ hai nữa là các thầy các cô nó hợp lý hóa vấn đề dạy thêm học thêm của mình bằng cách là bảo là bố mẹ làm đơn rồi là ký vào là gửi đến các trường để cho các cháu dạy thêm học thêm. Học thêm quá nhiều, nhất là đối với học sinh bậc tiểu học đã học cả ngày ở trên lớp, tối về lại phải đi học thêm ở nhà thầy cô giáo, đã tạo áp lực ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần và sự phát triển của các em. Hiện nay thì đúng là tình trạng học thêm thì rất là nhiều. Ngoài ra thì thành tích thi cử này, các áp lực từ phía gia đình, xã hội này thì ảnh hưởng rất là nhiều đến trí tuệ của đứa trẻ này, ảnh hưởng đến cái đời sống tinh thần của đứa trẻ. Và khi bạn ấy gặp stress thì bạn sẽ không thể tập trung trong học tập và cái kết quả học tập nó sẽ đi xuống. Mặc dù là trẻ học rất là nhiều, học tập căng thẳng trong một cái thời gian dài, có thể gặp những cái khó khăn như về lo trầm cảm, có thể thậm chí dẫn đến loạn thần. Trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân diễn ra vào trung tuần tháng 7 vừa qua, nhiều cử tri bức xúc, kiến nghị, chất vấn Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc dạy thêm, học thêm đang gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng giáo dục, thậm chí làm cho một số giáo viên thờ ơ, thiếu trách nhiệm giảng dạy trên lớp, chú trọng đến việc dạy thêm ở nhà. Tại kỳ họp, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã quán triệt rõ. Việc các vị bàn nhiều về vấn đề dạy thêm học thêm thì ở đây chúng ta phải khẳng định là theo cái thông tư 17 ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì trách nhiệm ở đây thì không chỉ của Sở Giáo dục Đào tạo đâu mà của cả Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố, và trong đó là Phòng Giáo dục Đào tạo là cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vấn đề giáo dục đào tạo, và trong đó có vấn đề dạy thêm học thêm. Phớt lờ mọi quy định của ngành giáo dục, của tỉnh về dạy thêm, học thêm, bỏ qua sự bức xúc của xã hội, lòng tự trọng của người thầy. Hiện, nhiều giáo viên coi trọng lợi nhuận vẫn lén lút dạy thêm dưới nhiều hình thức. Thêm vào đó là sự thờ ơ, buông lỏng trong quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên, làm biến tướng, thương mại hóa, đặt lợi nhuận từ việc dạy thêm lên trên quyền lợi của học sinh đã diễn ra tràn lan. Học sinh bị bắt kiệt sức vì học thêm, không có thời gian vui chơi. Tình hình đó đã diễn ra trong nhiều năm nay. Lãnh đạo thành phố Hưng Yên lúc kiên quyết, lúc buông lỏng, nhất là vào thời điểm đầu năm học mới 2018-2019 này. Không thấu hiểu trẻ em cũng như tâm tư của các bậc phụ huynh học sinh nên vấn nạn dạy thêm, học thêm ngày càng trở nên bức xúc. Sở Giáo dục và Đào tạo nằm ngay trên địa bàn thành phố, dường như cũng không nhận thấy việc dạy thêm, học thêm ở thành phố Hưng Yên. Bỏ qua sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Điều đáng buồn hơn là hệ lụy từ mặt trái của vấn đề này đã và đang làm uy tín ngành giáo dục bị ảnh hưởng. Uy tín và hình ảnh của người thầy đối với học sinh, phụ huynh và xã hội bị giảm sút. Một thế hệ con trẻ đang bị mất đi tuổi thơ do chính những người lớn thiếu trách nhiệm. Mời quý vị và bà con đến với mục thông tin cùng nhà nông. Để bảo vệ đàn vật nuôi, hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh ta đã triển khai tiêm phòng vụ thu đông cho trên 700.000 con gia súc.
Trong đó tập trung tiêm vaccine tụ huyết trùng châu bò được gần 19.700 con, tụ huyết trùng lợn được gần 350.000 con và tiêm phòng dịch tả được gần 350.000 con. Người chăn nuôi được hỗ trợ 100% tiền mua vaccine và công tiêm phòng. Dự kiến công tác tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc sẽ được hoàn thành trong tháng 9 này. Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá giống lúa Hà Phát 3 gieo cấy trong vụ lúa mùa tại thôn Trắc Điền, xã Đa Lộc, huyện Ân Thi. Đây là dự án do Trung tâm giống nông nghiệp phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Mahico Việt Nam tổ chức trình diễn giống lúa Hà Phát 3 với sự tham gia của 10 hộ dân thôn Trắc Điền, xã Đa Lộc trên tổng diện tích 2 ha. So sánh với giống lúa đối chứng là Bắc Thơm số 7 thì giống lúa Hà Phát 3 mang những ưu điểm vượt trội, đặc biệt là khả năng chống chịu sâu bệnh, hạt nhỏ thon dài, hạt màu vàng sáng. Năng suất thực thu của giống Hà Phát 3 dự kiến đạt 66 tạ một hecta, cao hơn 16% so với giống lúa đối chứng Bắc Thơm số 7 trên cùng đồng đất. Tại xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống Cây trồng Việt Nam chi nhánh Hà Nam tổ chức hội nghị đánh giá giống lúa thuần chất lượng Đài Thơm 8 vụ mùa năm 2018. Giống lúa thuần chất lượng cao Đài Thơm 8 được gieo cấy thí điểm với diện tích là 3 ha tại thôn Đình Cao, xã Đình Cao. Giống lúa này có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, sinh trưởng đè nhánh khỏe, thân cây cứng, bông to, hạt nhiều, tỷ lệ hạt chắc cao, khả năng chống đổ, chống chịu sâu bệnh tốt. Chất lượng cơm xẻo và ráo nước, mùi thơm đặc trưng, năng suất lúa ước đạt 58,2 tạ một ha, thu lãi trên 19 triệu đồng một ha. Thưa quý vị và bà con, sau mỗi vụ nhãn kết thúc, các hộ trồng nhãn trên địa bàn tỉnh ta lại tập trung vào công việc chăm sóc. Tuy nhiên, chăm sóc nhãn như thế nào để vụ sau đạt năng suất và chất lượng cao đòi hỏi những người trồng nhãn vừa phải biết áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, vừa biết vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm được tích lũy từ thực tế. Sau khi thu hoạch, cây nhãn bị tổn thương và yếu nhất trong năm, do đó muốn tạo đà cho vụ sau thì việc đầu tiên cần làm đó là tỉa cành, tạo tán, chăm sóc để trả lại sức khỏe cho cây. Công việc này đóng một vai trò hết sức quan trọng giúp đảm bảo sự phục hồi sinh trưởng và phát triển của cây sau 5 đến 6 tháng nuôi quả, đồng thời tiếp sức cho cây để ra quả vụ sau. Trong quá trình cắt tỉa cho cây, ta cần lưu ý thứ nhất là chúng ta cắt tỉa làm sao để cho ánh nắng có thể chiếu được vào trong thân cây để cho giúp cho cây quang hợp một cách tốt nhất và hạn chế sâu bệnh. Thứ hai, đối với những cây cao thì chúng ta cắt bỏ những cành ở khu vực ngọn để hạn chế chiều cao của cây, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chăm sóc và thu hoạch quả sau này. Ngay sau khi chúng ta tiến hành cắt tỉa cho cây thì chúng ta nên vệ sinh vườn sạch sẽ, đồng thời chúng ta sẽ khơi thông những rãnh nước ở trong vườn để giúp cho rễ nhãn phát triển tốt. Việc tỉa bớt cành yếu tạo tán nhằm mục đích để cây phân hóa mầm nhanh, sau đó là tưới sáo gốc, vệ sinh sạch sẽ vườn, rồi bổ sung dinh dưỡng cho cây. Thức ăn cho cây được nhiều gia đình lựa chọn, đó là lân, ngô, đậu tương ngâm ủ. Sau một thời gian, cây sẽ phát triển bộ rễ mới và bắt đầu phân hóa mầm. Để thúc đẩy lộc thu thì chúng ta nên tiến hành bón phân ngay. Đấy, chúng ta nên kết hợp bón phân hữu cơ và phân vô cơ. Đối với phân vô cơ, chúng tôi khuyên các bà con nên sử dụng những loại NPK chuyên dùng cho cây ăn quả. Về cách bón, chúng ta bón theo hình chiếu của tán cây bằng cách chúng ta đào rãnh xung quanh hình chiếu của tán cây với chiều rộng của rãnh là từ 20 đến 30 cm, độ sâu là từ 20 đến 25 cm. Sau đó chúng ta rải lần lượt phân hữu cơ xuống trước, xong đến phân vô cơ của tiến hành lấp đất và tưới nước cho cây. Đồng thời với quá trình bón phân qua gốc thì chúng ta nên sử dụng phun phân bón lá kết hợp với các chất kích thích sinh trưởng để thúc đẩy mầm thu phát triển. Tuy nhiên, để việc chăm sóc bổ sung dinh dưỡng cho cây đạt được kết quả cao nhất, các nhà vườn cần căn cứ vào độ tuổi, thực tế sinh trưởng phát triển của cây cũng như sản lượng quả thu hoạch của năm trước để xác định liều lượng bón cho cây thích hợp.